Mình tên là Trần Lê Quang Vinh, học lớp 10A12 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì mình muốn gửi lời chúc cho các bạn nữ, chúc các bạn ngày càng học giỏi, mạnh khỏe và càng ngày càng xinh đẹp. Thì hôm nay mình có một bài hát muốn dành tặng cho các bà mẹ. Thì mời các bạn lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.